Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa một cái đèn pin bị mất nguồn. Cái đèn pin này nó dùng chip LED RGB, loại ánh sáng trắng siêu sáng. Cái điện áp này á, nó tầm khoảng là 3,7V. Cái hiện tượng của nó là mất nguồn. Mình cắm điện vô nó không báo đèn gì nha. Thông thường á, khi mà cắm cái này vô cái nguồn AC 220V nó thì đèn LED này nó sáng, cái đèn báo sạc này nó sáng ha, cái mạch hoạt động ha. Còn trường hợp này á, cái đèn báo của mình nó tắt luôn, nó không báo gì hết. Mở ra mình kiểm tra dò mạch coi nó hư con linh kiện nào. Thì việc sửa chữa và kiểm tra những cái đèn pin này á rất đơn giản, nói chung linh kiện nó không có nhiều. Mình có thể tự làm, tự sửa được. Một số lỗi nguyên nhân như mất nguồn á, nó gây ra là do cục pin của mình, pin ắc quy khô á. Thì mình có thể dùng những cái cell pin 18650 mình thay thế ha. Đây là cái chip LED tree ha. Có loại 3,7V, có loại 5V. Khi mà hư hỏng thì mình có thể tháo ra thay thế. Ở đây là có miếng nhôm tản nhiệt. Tại vì khi mà hoạt động quá nó sẽ nóng lên ha. Nên cái miếng nhôm này nó giúp chip LED nó ít bị cháy hơn. Có trường hợp mà chip LED hư á, mình muốn thay thế thì mình tháo cái miếng tản nhiệt ra. Mình thay thế đến chip LED này, loại chip LED RGB siêu sáng màu trắng. Rồi trong mặt của nó có gì? Ở đây là cái chân cắm 220V AC. Đây là cục pin khô hoặc là ắc quy khô của nó. Cái điện áp của nó là tầm khoảng 4V. Thì giống như mấy cái cell pin 18650 này nè. Thì khi mà mình hư cái ắc quy khô này á, trường hợp mà các bạn kích pin hoặc là cái trường hợp mà cục ắc quy khô này nó bị phù á, thì mình có thể dùng cái cell pin 18650 hoặc là mình có thể tăng cái dung lượng lên, mình ghép hai cái cell pin mắc song song. Mình thay thế cho cái cục ắc quy khô này. Đây là cái phần công tắc gạt ha, không quan trọng, nó là switch chuyển mạch thôi. Rồi cái mạch chính của nó, linh kiện của nó có gì? Hai dây màu xanh này đó là dây AC 220V. Mình sơ qua các bạn thấy có tủ gốm đây nè, đó chính là cái mạch nguồn hạ áp ha. Nó hạ áp trực tiếp từ nguồn 220V để sạc pin cho cái ắc quy khô này. Sau đây mình sẽ vẽ sơ cái sơ đồ mạch của nó để các bạn, nhiều các bạn mà muốn nghiên cứu tham khảo gì đó, các bạn có thể áp dụng được. Các cái pin trên thị trường thì cái mạch này cũng tương tự như vậy, không khác biệt gì nha. Đây cái dây của mình đó là hai dây AC 220V qua một cái tụ gốm nó mắc song song với hai con chở. R1 R2 nè, hai con chở này nó mắc nối tiếp nhau rồi nó mắc song song với một cái tụ gốm này. Ở chỗ này á, nó sẽ có một con chở nữa và một con led này. Cái này dùng để hạn dòng cho con LED này nha. Còn đây là cầu diode chỉnh lưu. Vậy thôi,
trong mạch rất đơn giản chứ ngoài có linh kiện thôi. Thì mình có thể vẽ trực tiếp như thế này. Ở đây mình có một cái tủ gốm và có hai con chở nó nối tiếp với nhau. Đây một con tủ hai chở mắc nối tiếp, đồng thời hai chở này mắc song song với một cái tủ gốm đây. Tiếp theo một chân cái tủ gốm á, nó sẽ nối vào một cái con điện trở và hạn dòng cho con led. Led này led báo nguồn ha. R1, R2, R3, C1. Đó. Như vậy mình đã liệt kê được ở đây là 5 cái linh kiện. Rồi vậy hết rồi. Tiếp theo chỉ là cái cầu diode thôi. Ở đây mình vẽ cái cầu diode ha. Nói chung linh kiện trong mạch nó rất ít ha. Mình có thể xác định được luôn cái nguyên nhân mà cái con nào nó gây ra cái hiện tượng mà mất nguồn như thế này. Đây là cái cầu diode của mình. Một chân AC220V đi vào cái cầu diode. Rồi cái chân còn lại nó sẽ nối vào một cái tủ gốm này. Đây là cái cầu diode của mình. Thì những cái mạch này á, nó rất là phổ biến trong tất cả các đèn pin trên thị trường. Thì các bạn có thể áp dụng cái mạch này, các bạn không cần vẽ sơ đồ nữa. Mình nhìn linh kiện mà mình biết thôi. Cái cầu diode này á, nó sẽ tạo ra một cái điện áp B cộng để mà sạc pin cho cái ắc quy khô. Đây nè, nó tạo ra điện áp B cộng nằm góc này. Cái này là B trừ ha, cái âm của cái cầu chính lưu á. Cái này là ắc quy khô. Cái phần này. Rồi cái phần đèn báo led á, các bạn nhìn trên mặt. Ở đây nè, cái phần này phần âm của cái cầu chỉnh lưu này thì nó nối vào cái phần cathode của led, là cái phần chân led hồi nãy á, mình vẽ đây nè, nó nối vào cực âm của cầu chỉnh lưu, mình nối vô đây luôn.
Đó, có cái con điện trở R3 nó sẽ hạn hạn dòng cho con led này. Sau khi qua cầu chính lưu, nó sẽ sạc pin trực tiếp cho phần ắc quy khô, pin khô. Tiếp theo á, ở đây mình sẽ có hai dây. Có một dây trắng dây đỏ ha. Dây trắng á là nó nối vào cực âm B trừ, và dây đỏ là B cộng. Cái phần này phần công tắc thôi, giờ mình vẽ thêm phần công tắc nữa là xong rồi. Nó dùng chip LED Gree ha, loại siêu sáng. Đây, như vậy là cái sơ đồ của nó hoàn chỉnh luôn ha. Đó, mình có cái công tắc này, phần công tắc chỗ này. Gạt qua gạt lại ha. Để đóng mở cái đèn LED này. Còn đây là con chip LED Gree siêu sáng. Thì khi mà nó hoạt động á, nó sẽ sạc trực tiếp luôn cho ắc quy khô. Khi mà mình giật cái nguồn AC 220V ra thì cái phần này nó sẽ cấp nguồn, chính là ắc quy khô này nó sẽ cấp nguồn cho đèn led này nó sáng ha. Đơn giản mình chỉ bật tắt công tắc thôi. Nói chung mạch này khá đơn giản. Nguyên nhân ở đây á, nó mất cái điện áp B cộng, nó làm cho đèn pin của mình nó bị mất nguồn, là mất cái điện áp B cộng này. Thì đây có một số nguyên nhân như bị chập cái nguồn ra nè, cái nguồn B. Mình thử đo pin coi. Mình kiểm tra xem coi cái pin này có bị chập không em. Nó chỉ có thể bị hư, bị phồng hoặc là sạc không vô thôi. Mặc dù mình đã kích pin rồi. Như đây mình đo được. Đây, cái điện áp của mình đo được là 3,15V. Như vậy á, chắc chắn là cái phần B cộng sạc đây á, là pin của mình không bị hư ha. Vấn đề ở đây là mình kiểm tra chính là cái con cầu diode chỉnh lưu này nó bị chập. Tôi nghĩ đây mình gạt cái công tắc này, mình đã cách ly cái phần chip led Gree này ra khỏi cái mạch rồi. Ở đây chỉ còn hai phần nó sẽ làm cho B cộng của mình mất, là một là phần pin nè, ắc quy khô nè. Nếu cái này kiểm tra ok thì các bạn quay lại cái con cầu chỉnh lưu này. Rồi mình sẽ đo tổng trở coi hai chân B cộng B trừ của nó ra bao nhiêu ha. Bạn nhìn thấy á, cái phần cộng á, nếu bạn để đây nè, cộng nó là bên trái ha, trừ là bên phải, mình đo tổng trở rồi các bạn. Cái tổng trở của mình là 223 ohm, như vậy là quá thấp ha. Cái con này á, nó bị rò rỉ rồi, nó bị hư rồi. Mình đảo chiều cái đo lại không lên, nhưng mà đo ngược lại á, nó bị rò rỉ thiệt, là 223 ohm là quá thấp rồi. Bình thường nó phải 800 mấy ohm mà. Rồi, mình sẽ bóc con này ra, mình tiến hành mình thay thế con khác vô. Ở đây mình sẽ tận dụng cái bo nguồn led driver nào mà hư á,
IC dao động á, thì mình lấy ra, mình sẽ lấy cái con cầu chỉnh lưu mình thay vô ha. Thì đây trước khi thay á, các bạn cũng phải test. Mình đo hai chân cộng trừ nó ra, coi tổng trở nó như thế nào. Đây một chân lên, một chân không lên ha. Đây mình đảo lại. Rồi, cái tổng trở của mình đó, nó khoảng là 853 ohm. Như vậy là con chỉnh lưu này tốt ha. Mình sẽ lấy con chỉnh lưu này mình thay vô. Để mà thay á, mình sẽ dùng cái máy khò. Mình thay cho nó dễ. Mình bật cái máy khò cho nó nóng một tí ha, mình mới thao tác được. Trường hợp mà nhà các bạn mà không có máy khò, các bạn cũng có thể thay được cái cầu chỉnh lưu này. Mình dùng mẫu hàng mình thay cũng được ha. Ở đây mình có máy khò, mình khò cho nó nhanh ha. Phải nhớ ký hiệu ha. Ở đây có trên cái con cầu chỉnh lưu này á, nó có phần khuyết. Mình nhìn kiểm tra nào, có phần khuyết đây nè. Rồi bên tay trái của mình á là có đánh dấu cộng, bên tay phải là đánh dấu trừ. Thì mình nhìn ký hiệu ha. Còn cái phần mà AC 220V mở vào á, nó không ký hiệu gì luôn hết nha. Nó cũng không có phần khuyết luôn. Thì nói chung cái con này á, nó rất dễ mà phân biệt, nhận dạng được cái chiều của nó luôn. Mình cho đít mở hàng vô. Rồi sau đó mình lấy khò, mình gắp linh kiện ra thôi. Chút xíu là nóng chảy liền à. Đó, mình gắp ra được rồi. Đây là cái con cầu dốt chỉnh lưu ha. Mình sẽ dùng con này mình thay trực tiếp vô luôn. Đây mình thay cho đúng chiều luôn ha. Các bạn cho mình một ít mỡ hàng. Khi mình thay xong á, bạn nhớ đo tổng trở lại nha. Nhớ đảo tay. Đó, mình đảo tay mình gấp ra rồi. Đây. Đồng thời mình đặt cái con chỉnh lưu vô luôn. Con tốt quá. Rồi, như vậy đã xong nha. Đây là cái con mình tháo ra con hư. Đây là cái con mới. Các bạn để cho nó ngủ một xíu ha. Còn trường hợp mà các bạn nhìn thấy cái chân chì của nó mà nó chưa có ăn á, thì mình dùng cái mỏ hàng với một ít chi chì á, mình xi lên một xíu là xong. Mình đắp thêm chì vô cho nó ăn, nó dính với bo mạch. Đừng mặc đinh đó. Rồi. Rồi ok.
Các bạn để cho nó nguội một xíu là xong ha. Rồi, mình tiến hành mình kiểm tra lại coi cái ngõ ra B cộng B trừ á, nó có thay đổi gì không. Sau khi mình đã thay cái con cầu chỉnh lưu, đây mình sẽ đo hai chân cộng trừ, một chiều lên một chiều không lên. Đây, chiều này nó không lên ha, mình đảo ngược qua đảo lại. Nào, giá trị của mình nè 844 ohm, như vậy là ok ha. Và là mình khi mà mình thay cái con cầu chỉnh lưu này á, nó đã tăng lại cái tổng trở, hôm nãy nó bị rò rỉ á, mình thay con nó vô. Đến lúc này á, mình có thể mình cấp nguồn vô mình test luôn ha, coi nó có lên nguồn này không. Từ lúc đầu á, cái đèn led báo nguồn của mình á, nó không sáng, nó bị tắt ha. Rồi mình dùng một cái dắt nối thôi. Tiếp theo đây á, mình sẽ tiến hành mình xả cái chân pin khô hoặc là cái ắc quy khô này ra. Mình sẽ đo cái điện áp mà B cộng. B cộng có nghĩa là điện áp sau chỉnh lưu ha. Coi nó ra bao nhiêu ha. Tại vì cái mạch này á, là mạch nguồn hạ trực tiếp từ nguồn 220V AC. Nhưng mà cái điện áp của nó ra nó sẽ khá cao lúc mà chưa có tải nha. Nó hở mạch đó như vậy á, là nó điện áp khá cao. Và khi mà nó có tải rồi á, cái điện áp nó tụt rất xuống rất nhiều. Nó có điện áp nó sạc cho ắc quy khô này. Ở trường hợp này á, mình sẽ xả cái dây dương của ắc quy khô ra. Mình đo thử cái điện áp coi nó cao đến mức nào ha. Đây là cái điện áp B cộng. Chưa tải. Thì lúc nãy mình đã nói rồi, cái tổng trở của mình á, nó đã tăng lên rồi. Đó. Hơn 800 ohm ha. Rồi. Mình tiến hành mình đo cái điện áp. Mình lấy một cái ổ cắm, mình cắm điện vô. Mức điện áp này khá cao ha, mình sẽ chỉnh cái thang đo khoảng 1000 mD. Mình đo điện áp không tải. Đây mặt điện lên. Rồi, cái giá trị điện áp của mình đó là 212V DC, là sau khi nó qua cái tụ gốm này nó hạ áp xuống là 212. Cái điện áp này rõ ràng là cái điện áp không tải, khi mà có tải điện áp sẽ tụt xuống. Thì nguyên nhân ở đây tại sao mà các bạn nhìn thấy không, cái đèn led này nó không sáng mặc dù có điện áp B cộng. B cộng mình có. Rồi mình rút điện ra. Mình nhìn vào sơ đồ nè. B cộng mình đã cách ly cái phần phía sau ra, đó chính là con chip led ri nè, và cái phần ắc quy khô ra. B cộng đã có rồi.
Nhưng mà vì sao cái đèn led này nó không sáng? Bình thường á, các bạn cắm vô khi mà có điện á, là tất nhiên cái đèn led này sáng. Nó sẽ lấy cái điện áp trên đây nè, và nó nối vào phần B trừ, nó đi qua con diode này. Mình sẽ giả sử bán kỳ dương đi, bán kỳ dương là đi qua C1 nè, nó qua R3 thì cái điện áp này trên đây cao hơn điện áp B trừ này chỗ này nhá. Đó, con chở này chở hàng dòng. Giờ mình sẽ kiểm tra cái con led này coi nó có sáng hay không ha. Led này là led báo, led đơn. Nó cấp nguồn khoảng tầm 20 mấy thôi. Mình sẽ cấp nguồn khoảng 20 rưỡi. Mình dùng bộ nguồn mình cấp luôn. Chỉnh gần 3V cũng được. Ở đây là hai đầu chân led ha, anode cả tốt. Thì các bạn cứ cặp vô. Rồi, nó không sáng luôn. Như vậy chứng tỏ là con led này nó bị cháy ha, bị đứt ra. Nó vẫn không sáng. Đó, vậy là con led này nó bị cháy rồi. Mình sẽ tiến hành mình thay con led này là ok. Là cái đèn báo nó sẽ sáng lại. Tại vì cái phần báo hiển thị led này á, nó không liên quan gì đến cái mạch phía sau này thôi. Nó từ cái tụ hạ áp nè, nó qua cái một cái con diode đây, của cái con cầu diode á, và phần âm, phần AC. Như vậy tóm lại á, trường hợp cái ba này nữa, thêm nữa là mình chỉ cần thay con led khác là xong ha. Tùy cái điện áp B cộng mình đã có rồi, lúc đầu á mình đo á, là B cộng không có, mất luôn. Còn cái này nguyên nhân á, ở đây mất B cộng. Nó sẽ có hai nguyên nhân xảy ra. Một là do ắc quy khô ha. Tại vì ắc quy khô ở đây là tải của mình. Còn hai cái này là do cầu chỉnh lưu. Đó. Tại vì khi mà tải của mình bị chập á, là nó sẽ kéo theo B cộng của mình giảm theo, mất B cộng luôn. Hoặc trường hợp mà cái con này hư á, thì rõ ràng là B cộng của mình nó mất rồi. Và là nguyên nhân mà cái đèn pin của mình nó bị mất nguồn là do hai phần, phần tải là phần ắc quy khô, hay là phần diode chỉnh lưu. Nói trường hợp mà cái con diode chỉnh lưu này á, mà nó hư á, thì mình thay cái con khác ha, mình lấy từ cái bo nguồn led driver. Những cái bo nguồn này có rất nhiều, có sẵn cái con diode chỉnh lưu cầu này, mình lấy mình thay ha. Trường hợp mà cái ắc quy khô này hư á, thì các bạn có thể dùng hai cái cell pin 18650 các bạn thay vô, ok. Các bạn có tăng dung lượng lên bằng cách là mình ghép song song hai cell pin này, mình hàn rồi mình thay nguyên cái cục ắc quy khô này vô là xong ha. Và là video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa đèn pin dùng cái dùng chip led tri á, nó bị mất nguồn ha, bằng cách kiểm tra nó bị mất điện áp B cộng. Thì ở đây mình đã thay thế cái con cầu diode chỉnh lưu. Và video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc các bạn có để lại comment dưới video nha, mình sẽ support cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.